theo xu hướng của thời đại, đèn năng lượng mặt trời kết nối IoT và AI tích hợp nhiều công nghệ mới như cảm biến ánh sáng hỗ trợ bật tắt, bật tự động, công nghệ IoT giúp giám sát vận hành từ xa, giảm nhân công trong quá trình vận hành hệ thống, tiết kiệm năng lượng và góp phần làm nổi bật cảnh quan, thúc đẩy kinh tế du lịch ban đêm. Là đơn vị tiên phong nghiên cứu, thiết kế sản phẩm đèn LED năng lượng mặt trời kết nối IoT và AI, Rạng Đông đã hợp tác cùng các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và công nghệ thông tin từ các viện trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia để chủ động thiết kế, mô hình hóa, phát triển các phần mềm, phần cứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm, giải pháp. Giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời, tích hợp công nghệ Internet vạn vật IoT và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ đèn năng lượng mặt trời tích hợp IoT, tủ điều khiển trung tâm gateway, nền tảng quản lý tập trung và phần mềm trên web, app dựa trên các công nghệ IoT về truyền dẫn không dây, RIM, NB-IoT, điện toán biên điện toán sương mù và điện toán đám mây, cloud computing, trí tuệ nhân tạo. Giải pháp sử dụng mạng mesh, truyền thông không dây tầm xa, tích hợp song song hai phương pháp cấp nguồn là sử dụng năng lượng mặt trời và điện lưới. Hệ thống đèn LED năng lượng mặt trời kết nối IoT và AI đáp ứng quy chuẩn chiếu sáng của Việt Nam, đồng thời dự báo và chẩn đoán các hư hỏng của thiết bị, tự động đưa ra chiến lược điều khiển chiếu sáng, thích ứng theo thời gian, điều kiện thời tiết, phân tích dữ liệu thu thập được từ hiện trường để dự báo, cảnh báo tuổi thọ pin. Hiện nay, Rạng Đông còn có năng lực thi công, triển khai lắp đặt đồng bộ, chọn gói, thiết kế cá thể hóa theo nhu cầu của từng dự án. Giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời, tích hợp công nghệ Internet vạn vật IoT và trí tuệ nhân tạo AI đã được lắp đặt, ứng dụng cho vùng biên giới, hải đảo tại bãi đá Móng Rồng, huyện đảo Cô Tô. Sau một thời gian sử dụng, hệ thống đèn đã đem lại hiệu quả to lớn, không tốn chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, năng lượng, giúp tiết kiệm chi phí tiền điện, an toàn giao thông, an ninh trật tự và mỹ quan hải đảo, chủ quyền quốc gia, giải quyết bài toán năng lượng xanh kinh tế tuần hoàn, giảm áp lực cho ngành điện ở mùa cao điểm nắng nóng dành cho sản xuất công nghiệp. Đến nay, giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh sử dụng năng lượng mặt trời, tích hợp công nghệ Internet vạn vật, IoT và trí tuệ nhân tạo AI đã được chính quyền địa phương huyện đảo Cô Tô nói riêng và các tổ chức nói chung công nhận và đánh giá cao. Cụ thể, Rạng Đông đã ký hợp tác với huyện đảo Cô Tô, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giải 3 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được chấp nhận đơn đăng ký giải pháp hữu ích. Mô hình lắp đặt tại bãi đá Móng Rồng, huyện đảo Cô Tô là minh chứng cho những hiệu quả, lợi ích giải pháp mang lại, đồng thời là cơ sở để Rạng Đông triển khai nhân rộng mô hình tại các vùng biên giới, hải đảo, nông thôn mới và các địa hình chiếu sáng khác.